Trịnh Sảng được chọn là hiếu tử quốc dân, fan nức lòng khi có idol tài năng và hiếu thuận. Mới đây, Hiếu Bảng năm 2017 công bố danh sách ứng cử viên, trong đó có Trịnh Sảng, bởi Trịnh Sảng là một cô con gái cực kỳ hiếu thuận. Mặc kệ công việc có bao nhiêu bận rộn, cô ấy vẫn luôn dành thời gian để bên cạnh người nhà. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Trịnh Sảng còn là một nữ diễn viên có trái tim nhân hậu, sâu lòng hiếu thảo và yêu thương gia đình. Nổi lên từ phim truyền hình Ăn Khách cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Trịnh Sảng gây ấn tượng cho khán giả nhờ nét đẹp trẻ trung, đôi mắt trong trẻo rực sáng đầy nhiệt huyết, nụ cười tỏa nắng và thái độ sống tích cực, tránh xa những lùm xùm phức tạp bủa vây làng giải trí. Không chỉ xinh đẹp và tài năng mà cô nàng còn rất hiếu thuận với ông bà cha mẹ, được nhiều fan yêu chiều gọi là con ngoan quốc dân. Trong một lần đang quay phim ở Hạ Môn, Trịnh Sảng nghe tin bà ngoại đột nhiên bị ốm. Ngay lập tức, cô thuê dịch vụ cao cấp nhất của bệnh viện, bao gồm máy bay phản lực tư nhân, xe cứu thương cùng đội ngũ y tế chuyên nghiệp để chăm sóc sức khỏe cho bà mình. Giá của dịch vụ cao cấp này cực kỳ đắt đỏ, không dưới 100.000 nhân dân tệ, khoảng 335 triệu đồng. Bình thường, Trịnh Sảng đều giữ lối sống rất giản dị nhưng lại luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho những người thân trong gia đình. Trước hành động này của Trịnh Sảng, các fan đều tỏ ra vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ lòng hiếu thảo cũng như tình yêu thương cô dành cho bà ngoại. Bố Trịnh Sảng chia sẻ hình ảnh của bà ngoại và bày tỏ niềm tự hào về cô con gái hiếu thảo của mình trên Weibo. Chứng tỏ nhà mình không những hiểu chuyện mà còn hiếu thảo nữa. Nghe bà ngoại bị bệnh liền sắp xếp đội ngũ chữa trị tốt nhất, dùng máy bay riêng chuyển cả nhà đến Thượng Hải trong thời gian sớm nhất. Trong chương trình truyền hình thực tế Hiếu Tử Toàn Phong, hai cha con Trịnh Sảng cùng nhau đi ăn thịt nướng. Cha Trứng To vốn lo lắng vì con gái quá gầy nên đã yêu cầu Trứng To ăn một ít. Mặc dù miệng nói thịt nướng ngoài đường không vệ sinh, nhưng cô con gái hiếu thảo ngoan hiền vẫn nể mặt cha mà ăn một chút. Nhiều người nhận xét là một cô gái lương thiện hiếu thuận được mọi người công nhận vì fan trở thành tấm gương tốt. Còn theo bạn, Trịnh Sảng có lọt top cao trong bảng xếp hạng sao Hoa ngữ hiếu thảo và ngoan hiền hay không?